về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Các con thân mến, ngày hôm nay thì cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng với các con để hướng dẫn các con làm bài tập về chia hai số có tận cùng là chữ số 0. Vậy thì bây giờ cô mời các con hãy mở sách giáo khoa trang 80 cùng theo dõi và làm bài tập với cô. Trước khi đi vào làm bài thì cô và các con sẽ cùng nhau nhắc lại một chút về cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 các con nhé. Khi thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 thì chúng ta có thể cùng xóa đi 1, 2, 3 chữ số 0 ở tận cùng của số chia và số bị chia rồi thực hiện như thường. Vậy thì áp dụng cách làm trên, chúng mình sẽ cùng nhau đi vào thực hiện làm các bài tập. Bài tập số 1 của chúng mình có yêu cầu đó là tính. Bây giờ chúng mình cùng nhau thực hiện phần A trước. Cô có 420 chia cho 60 thì chúng mình dễ dàng quan sát thấy ở cả số bị chia và số chia đều có tận cùng là một chữ số 0 nên chúng mình có thể lược bỏ đi ở số bị chia và số chia một chữ số 0 thì phép tính chia của chúng mình sẽ trở thành 42 chia cho 6 và chúng mình nhậm tính ra thì sẽ bằng 7. Được chưa ạ? Tương tự như thế, chúng mình chuyển sang phép tính thứ hai. Cô có 4.500. Cô chia cho 500. Và cô cũng sẽ lược bỏ đi ở số bị chia hai chữ số 0. Ở số chia hai chữ số 0 thì phép chia của cô sẽ là 45 chia cho 5 thì bằng 9. Rất là đơn giản đúng không nào các bạn? Tiếp theo chúng mình chuyển sang làm phần B ạ. Phần B cô có 85.000 chia cho 500. Như các con quan sát thấy thì ở số bị chia của cô đang có 3 chữ số 0 ở tận cùng, còn ở số chia thì có 2 chữ số 0 ở tận cùng. Bởi vậy mà cô sẽ lược bỏ đi ở số bị chia 2 chữ số 0, ở số chia 2 chữ số 0 thì phép tính chia của cô trở thành 85.000 chia cho 500. Và ở đây cô sẽ lược đi ở số bị chia 2 chữ số 0, ở số chia 2 chữ số 0. Cô lấy 8 chia 5 thì bằng 1, 1 nhân 5 thì bằng 5. 8 trừ đi 5 thì còn 3, viết 3, hạ 5 xuống. 35 mà chia cho 5 thì bằng 7. 7 nhân 5 đúng bằng 35, trừ đi là hết, cô hạ chữ số 0 xuống ạ. 0 chia 5 thì bằng 0. 0 nhân 5 đúng bằng 0, trừ đi là hết. Như vậy, kết quả của phép tính chia này sẽ bằng 170. Tương tự như vậy, cô chuyển sang phép tính thứ hai của phần B, đó là 92.000 chia cho 400. Cô cũng sẽ thực hiện tính ra nhé. 92.000 chia cho 400 thì cô sẽ lược đi ở số bị chia 2 chữ số 0, ở số chia cũng 2 chữ số 0 ạ. Và cô thực hiện tính như bình thường, 9 chia 4 thì bằng 2, viết 2, 2 nhân 4 thì bằng 8, 9 trừ đi 8 thì còn 1, hạ chữ số 2 xuống, 12 chia cho 4 thì bằng 3, 3 nhân 4 bằng 12, 12 trừ đi 12 hết. Hạ chữ số 0 xuống. 0 chia 4 thì bằng 0. 0 nhân 4 thì đúng bằng 0, trừ đi là hết. Như vậy kết quả sẽ bằng 230. Bài tập số 1 với cách thực hiện như vậy thì đã đơn giản hơn rất là nhiều đúng không nào? Tiếp theo cô mời các con sẽ chuyển sang để làm bài tập số 2. Bài 2 là một bài tập yêu cầu chúng mình tìm x, được chưa ạ? Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện phần A trước.
Phần A cô có x nhân với 40 thì sẽ bằng 25.600. Được chưa? Vậy thì ở đây x của chúng mình đang đóng vai trò là thừa số chưa biết. Muốn tìm thừa số chưa biết, chúng mình lấy tích chia cho thừa số đã biết đó. Cô có x sẽ bằng 25.600 chia cho 40. Và x sẽ bằng, muốn tính ra x bằng bao nhiêu thì chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện ra nhé. Cô sẽ lược bỏ đi ở số bị chia một chữ số 0, ở số chia cũng một chữ số 0 và cô tiến hành chia như bình thường. 25 mà chia cho 4 thì bằng 6, 6 nhân 4 bằng 24, 25 trừ đi 24 còn 1, cô hạ 6. 16 chia 4 thì bằng 4, 4 nhân 4 bằng 16 trừ đi hết. Cô hạ chữ số 0 xuống, 0 chia 4 thì bằng 0, 0 nhân 4 đúng bằng 0 trừ đi là hết. Kết quả bằng 640. Chúng mình sẽ chuyển sang phần B. Phần B cô có x nhân với 90 bằng 37.800. Và ở đây thì các con thấy đó là cũng đang đóng vai trò là thừa số chưa biết. Vậy muốn tìm thừa số chưa biết, chúng mình cũng lấy tích chia cho thừa số đã biết. Được chưa ạ? Cô lấy x sẽ bằng 37.800 chia cho 90. X sẽ bằng, cô cũng sẽ thực hiện tính ra dưới nháp ạ. Cô lược đi ở số bị chia một chữ số 0, ở số chia một chữ số 0. Cô lấy 37 chia 9 thì bằng 4, 4 nhân 9 bằng 36. 37 trừ đi 36 thì còn 1, hạ 8. 18 chia 9 thì bằng 2, 2 nhân 9 thì bằng 18. 18 trừ đi 18 là hết. Cô hạ chữ số 0 xuống, 0 chia 9 thì bằng 0. 0 nhân 9 thì vẫn bằng 0 trừ đi là hết. Kết quả bằng 420 ạ. Bài tập số 2 đã được chúng mình thực hiện xong và bây giờ thì chúng mình sẽ chuyển sang để làm bài tập cuối cùng, đó là bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Người ta dự định xếp 180 tấn hàng lên các toa xe lửa. Hỏi phần A, nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó? Phần B, nếu mỗi toa xe chở được 30 tấn hàng thì cần mấy toa xe loại đó? Được chưa? Và bây giờ để chúng mình tính được xem cần bao nhiêu toa xe mỗi loại thì chúng mình sẽ lấy tổng khối lượng hàng là 180 chia cho khối lượng hàng mà mỗi toa xe có thể chở được. Được chưa ạ? Vậy thì áp dụng vào từng phần chúng mình sẽ có các phép tính khác nhau. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau thực hiện phần A. Cô viết câu trả lời ạ. Nếu mỗi toa xe chở được 20 tấn hàng thì cần số toa xe loại đó là, cô sẽ lấy tổng khối lượng hàng là 180 chia cho khối lượng hàng của một toa xe có thể chở được, đó là chia cho 20, đúng không ạ? Và ở đây chúng mình thấy ở số bị chia và số chia đều có chứa một chữ số 0 ở tận cùng. Bởi vậy mà chúng mình sẽ lược bỏ đi. Cô lấy 18
chia cho 2 thì kết quả bằng 9. 9 toa. Tương tự như thế, chúng mình sang phần B. Phần B thì mỗi toa xe sẽ chở được 30 tấn hàng. Bởi vậy mà cô viết câu trả lời. Cô sẽ lấy 180 chia cho 30. Và cô cũng sẽ lược bỏ đi ở số bị chia một chữ số 0 ở tận cùng. Ở số chia một chữ số 0 ở tận cùng. Và cô được kết quả là 18 chia cho 3 thì bằng 6 toa. Và bây giờ chúng mình sẽ viết đáp số ạ. Phần A, cô có 9 toa. Phần B, cô có 6 toa xe. Như vậy, vận dụng cách chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 thì chúng mình áp dụng và làm bài tập sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Về nhà, các con sẽ xem lại cho cô cách để chúng mình thực hiện phép chia hai số có tận cùng là các chữ số 0 và hoàn thiện lại 3 bài tập mà cô vừa hướng dẫn các con làm. Cô rất hy vọng sau khi cô hướng dẫn thì các con có thể tự hoàn thiện được các bài tập đó. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những giờ học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học về sách.